gần đây thì cái tỷ lệ vô sinh ngày càng cao và có rất là nhiều bạn trẻ rất là ngại, e ngại trong cái việc mà đi thăm khám hiếm muộn. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề là đi thăm khám hiếm muộn như thế nào để giúp cho các bạn trẻ là bớt những cái rào cản về việc mình sẽ e ngại, mình sẽ đi khám như thế nào, có thủ tục nó có phức tạp hay không. Thì xin mời các bạn lắng nghe cái video mình chia sẻ ngày hôm nay để có thêm kinh nghiệm nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Teresa Hà Mỹ, người chia sẻ trong chuyên mục về hiếm muộn hạnh phúc. Mình là một bà mẹ hiếm muộn 11 năm và đây là kênh YouTube của mình, nơi mà mình chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm xoay quanh cái chủ đề hiếm muộn và cũng là nơi mà giúp cho các chị em phụ nữ, những người mà đang gặp những đau khổ, mất mát có cơ hội để rèn luyện được những cái kỹ năng tự tin hơn và hạnh phúc hơn trong cái hành trình phía trước của mình. Thì đi khám hiếm muộn thì chuẩn bị tâm lý như thế nào? Đi khám hiếm muộn là một cái loại khám bệnh mà đối với bản thân mình cho nó là rất là đặc biệt, bởi vì đây nó không phải là một căn bệnh của riêng vợ hoặc chồng mà nó là một cái căn bệnh cả hai người đều phải đi. Vậy thì vợ chồng bạn sẽ phải bàn bạc thống nhất với nhau là hai người sẽ cùng đi. Nếu như mà một người đi thì sẽ không giải quyết được cái vấn đề hiếm muộn thăm khám của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta chuẩn bị về tiền bạc. Thì cái việc mà đi thăm khám hiếm muộn này, nó thăm khám ban đầu này nó sẽ không tốn nhiều cái kinh phí. Vì vậy là các bạn chuẩn bị một số những cái kinh phí nhất định, tầm từ 3 đến 5 triệu thôi, chứ mà sẽ không đến cái mức nhiều như thế. Nhưng mà chúng ta cứ chuẩn bị chắc chắn cho có một cái khoản đấy cho chúng ta yên tâm. Đó, thì các bạn sẽ phải chuẩn bị về vấn đề tiền bạc. Và cái vấn đề thứ ba nữa là cái vấn đề các bạn sẽ phải tìm cái điểm thăm khám. Thì ngày nay có rất là nhiều cái điểm thăm khám hiếm muộn, từ phòng khám tư nhân cho đến các bệnh viện lớn. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm bản thân mình chia sẻ thì các bạn nên đến những cái bệnh viện lớn để thăm khám. Bởi vì sao? Bởi vì trong các bệnh viện lớn ấy, thì thứ nhất là cái đội ngũ bác sĩ là cũng đều là những bác sĩ kinh nghiệm lâu năm, họ có thể đánh giá được cho các bạn tốt nhất. Thứ hai nữa là trong các bệnh viện lớn thì cái hệ thống máy móc sẽ đầy đủ cho các bạn. Các bạn có thể làm bất cứ một cái xét nghiệm nào dựa vào cho cái tình trạng ngày hôm đó đi khám của mình như thế nào, các bước tiếp theo mình có phải tiếp tục khám nữa hay không. Thì trong cái bệnh viện đã có đầy đủ máy móc, các bạn có thể khám luôn một chỗ, các bạn không phải di chuyển nhiều. Một số người thì lựa chọn cái khám ở bên ngoài thì có thể là những cái bước ban đầu phòng khám tư người ta khám cho các bạn ăn rất là nhanh, thủ tục nhanh gọn nhẹ, các bạn sẽ không phải chờ đợi. Có khi là ở trong các bệnh viện lớn mình có thể chờ từ sáng sớm cho đến trưa, có nghĩa là khả năng mình mất một ngày thì các bạn mới khám xong. Tuy nhiên thì cái lợi thế là các bạn có thể tiếp tục những cái bước tiếp theo, hoặc là những cái hồ sơ của các bạn, giấy tờ hồ sơ của các bạn từ ngày này sang ngày kia nó sẽ liên quan đến nhau, chứ nó không như là phòng khám. Ví dụ như phòng khám tư là các bạn rồi xong sau đó thì các bạn có những cái vấn đề gì chuyên sâu hơn, các bạn vào trong những cái bệnh viện lớn các bạn lại bắt đầu lại từ đầu. Đó là một trong những cái mà mình nên lựa chọn các cái bệnh viện lớn để thăm khám. Đó thì mình xin chia sẻ với các bạn ba cái bước rất là cơ bản như thế, thì các bạn cứ yên tâm